Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Ở đây ba người không biết ai là cái người dễ say ạ? Anh Hưng. Anh Hưng ảnh là người tửu lượng tốt mà. Uống với ảnh lần nào chưa biết tốt. Ảnh là chuyên gia tổ chức những cái party mà anh là tổ chức cho ba tới uống, mà bà tôi là người tới uống nè. Phải không? Cho anh có dễ say không? Dễ say lắm. Có bao giờ uống đâu. Ủa sao chị quy định hết cho người ta vậy hay vậy? Chị biết, tại hôm nay ông tổ chức nè, cái ông này phóng tới rồi cái bình rượu uống ly cái ông say mất tiêu rồi còn như mình uống hết trơn. Để coi coi làm tới đâu. Để coi có tới đâu nha. Vâng thưa quý vị, dĩ nhiên là mỗi người sẽ có một tửu lượng nhất định, nhưng mà khi mà tửu lượng mình lên tới đỉnh điểm, người ta sẽ làm ra nhiều chuyện khó tin. Và mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi xem câu chuyện của những người say trong tác phẩm này sẽ như thế nào. Chúng ta cùng chào đón thí sinh giảm cân tốt nhất tuần qua, Lộc Phượng. Tại thao trường, thử thách đu dây đứng là cái thử thách mà làm cho hai bàn tay của mình trà xước và rất là đau. Cái sợi dây và được thắt nốt từ thấp đến cao. Khi mà mình thử bám vào đu lên thì cái chân của mình không thể nào đạp được trúng cái nút ở đấy và hầu như toàn bị trượt ra. Trọng lượng cơ thể dồn hết vào tay và tay lại ma sát vào cả sợi dây. Nghĩ lại thôi ở bàn tay của mình là vẫn run lên và cực kỳ là đau. Thử thách thứ năm đó là trong 1 phút 30 giây thôi, mình là phải bê hòm đạn, phải trải qua hàng loạt những chướng ngại vật ở trên đường, cảm giác là không thở nổi, mặt mũi là tối sầm hết ở lại, chả còn tí hơi sức nào nữa, hai tay hai chân thì run lẩy bẩy, đứng còn chả vững nữa và khuỵu xuống. Cái bài tập này là một cái bài tập mà giúp mình là giảm được nhiều mỡ nhất. Hơn 1 tháng rồi là mình chưa được về nhà. Mình là cực kỳ là nhớ con cái. Lúc nào mình cũng nói chuyện với con và hứa với con một điều rằng hãy đợi là bố về là bố sẽ mua thật nhiều quà cho con và bố sẽ cho con đi chơi nhiều hơn để bù đắp lại cái khoảng thời gian mà bố là không được ở gần con. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get money, don't be mad, now stop. Hating is bad. Every day I'm shuffling. Trời đất ơi, tôi nói y như là thằng lằn bám đu đủ vậy thiệt á. Đứng lên cưng, có sao không cưng? Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Lộc Phượng và Ngọc Anh thưa quý vị. Một tiết mục mở đầu rất là sôi động. Quý vị và các bạn nào mà cảm thấy họ sẽ được giám khảo bình chọn là tốt nhất tuần, chúng ta sẽ soạn tin nhắn BN khoảng cách 01 và gửi về tổng đài 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn để bình chọn cho họ nhé. Mệt không? Có. Thở quá trời thở. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét. Đầu tiên xin mời anh John Huy Trần. Thì tuần đầu em thi một bài hip hop luôn đúng không? Tuần thứ 2 mới là tuần hip hop. Thì anh đang so sánh cái bài này với cái bài tuần 2. Tại lúc đó cái động tác của em, anh nhớ anh nói anh cần em mạnh hơn đúng không? Và hôm nay anh thấy em rõ ràng em mạnh hơn nhiều. Cơ thể của em nó rất là thay đổi, mấy cái động tác nó sạch hơn, nó rõ hơn, nó chắc hơn nhá. Nhưng cái phần anh không thích nhá, cái nhân vật của em là một người say rượu đúng không? Mà say rượu mình có phải là một người say rượu, một người rất là già không ha, một người trẻ? Dạ già. Có không, thiệt không? Vì lúc nãy anh thấy em một như một ông già nhiều hơn một người say rượu. Cái cảm giác của anh là không biết thế nào, là anh thấy là ok, đây không phải là một người say, đây là một người già đau lưng đang nhảy. Ok, nhưng mà bây giờ em trả lời em là một người già thì
Ok, thì em làm tốt cái điều đó. Rồi sao dễ dãi vậy trời? Ban giám khảo tâm sinh lý đơn giản vậy đó hả? Nói cái tin liền vậy đó hả? Coi chừng tại mỗi tuần mấy cái bài, mấy cái kỹ thuật, cái khách Ngọc Anh và mấy bạn dancer sẽ dựng cho các thí sinh sẽ khó hơn. Và sau cái bưng bê hai đó, lúc qua cái vai và quay, thấy rõ ràng là sau đó bị bể. Mỗi tuần nó sẽ khó hơn, cái level sẽ cao hơn thì em phải tốt hơn. Hôm nay động tác của em, cơ thể của em tiến bộ thì tiến bộ tiếp theo. Xin cảm ơn giám khảo John. Và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Một cái mở màn thú vị, có những cái bưng bê và có những cái điểm nhấn rõ ràng. Nhưng mà tìm một cái sự bùm lên thì nó gần tới thôi. Do là cái bài tính chất bài này nó không có cái chỗ để làm như vậy. Dùng một cái ao cuối cùng để làm cái động tác khóa, để làm bùm, hay là có một cái sự giải quyết thông minh. Nhưng mà anh cái mà làm cho người ta hồi hộp và nguy hiểm, thú vị nhất là lúc mà Ngọc Anh đạp chân á. Rất là nguy hiểm, rất là dễ vào trong mặt mình. Tụi em đã tính toán và nó gần như là rất chính xác. Nói chung là một bài thi rất là thú vị, rất là xứng đáng. Xin cảm ơn anh Hưng. Mời chị Việt Hương. Nếu như tôi không biết Ngọc Anh thì tôi nghĩ là hai bạn là hai người diễn viên múa. Vượng, em có cái bíp nhạc tốt theo Ngọc Anh. Ngọc Anh không phải là một cái người mà dễ dàng đâu. Cô ta rất là đáng gờm, tôi rất là nể. Nhưng cái này là social, có nghĩa là một cuộc đối thoại. Tôi chưa thấy cái biểu cảm của em. Em cho tôi thấy được cái tăng động, nhưng mà em không cho tôi thấy cái say. Cái người diễn viên múa cái mặt rất là quan trọng, mà cái mặt em chưa có. Chắc có lẽ là do đeo mắt kiếng một phần. Cái thứ hai nữa là lo tập trung động tác, tại động tác khó nhiều quá, cho nên quên đi cái say. Em ơi, đi ly ly nữa, hiểu không? Cái thái độ đó em sao say kỳ hả? Có nhiều người khóc không anh? Có nhiều người xỉn lên đó là tự nhiên khóc hả? Có nhiều người xỉn lên cười, có nhiều người xỉn lên nói, tao nói quá nói đi. Có người nhiều xỉn là không nói câu nào, trên mặt trầm buồn. Nhiều khi hồi nãy là xỉn tông trầm đó chị. Dạ, chị muốn được cái đối thoại. Và hôm nay chị rất là cảm ơn chương trình lại cho tôi vô đúng cái sở trường của tôi. Cái đó là khi nhảy chúng ta cần phải biểu diễn và cần cái gương mặt. Nhưng bíp nhạc nghe rất tốt, kể cả sau chương trình này giảm cân được và nghe nhạc tốt về nhảy với con gái, em chừng gái thích. Cảm ơn giám khảo Việt Hương ạ. Và quan trọng nè, chưa bao giờ có một cái tuần lễ nào mà tôi thấy là giám khảo mà làm cho giám khảo say mê đến như vậy nha. Anh Đàm Anh Hưng là chỉ nhìn mấy người đẹp và nhìn cười nhẹ cái rồi lắng nghe, rồi quay qua nhìn cười nhẹ cái nữa. Bữa nay nhìn Việt Hương comment mà để tai nhỉ. Chú Điều muốn ăn tươi nuốt sống Việt Hương. Chứ em hỏi lý do tại sao mà say mê dữ vậy? Hương rất là mê Việt Hương. Yeah. Sự thật, lâu lắm rồi mới gặp lại em ấy. Lại thấy em ấy rất là sôi nổi. Coi em ấy coi nhận định như thế nào. Đó là một cái style rất là riêng. Đúng là Việt Hương của mình thần tượng đây rồi. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Thần tượng đây rồi, nó kìa hôn nữa. Sao tự nhiên y như ai gấp cục đá bỏ bụng nghe mát dạ dễ sợ ha. Thích dễ sợ luôn vậy đó. Nó kỳ vậy ta. Cuối năm các bạn đang đám cưới mình nha. Hân Hương. Các bạn thấy không? Bây giờ nhờ các bạn mà giám khảo hội say mê nhau, các bạn thấy không? Cái điệu nhảy các bạn phải sôi động như thế nào mà họ đến được với nhau luôn kìa. Khủng khiếp chưa? Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cho điểm để xem là với cái điều khen ngợi và cũng như những góp ý của giám khảo thì các bạn sẽ được bao nhiêu điểm nhé. Xin mời anh John. 8 điểm. Xin mời Đàm Vĩnh Hương. 9 điểm. Và okay, giám khảo Việt Hương. Anh quyết định cho em đi. Trời ơi, tôi làm sao dám không được phá lệ. Điểm vô đi, vô làm đi. 9 điểm. Chúc mừng hai bạn. Và điểm trung bình từ giám khảo của hai bạn là 8,7. Bây giờ mời bạn tiến về bàn cân. Quý vị và các bạn thân mến, cân nặng cũ của bạn là 76,8kg. Cân nặng hiện tại là 73,8kg. Bạn xuống được đến 3 cân, tương đương với 3,9%. Tổng điểm 12,6. Chúc mừng bạn. Wow. Thật sự các bạn thấy là nếu mà nhìn bạn Lộc Vượng hiện nay đang đứng trên cái cân đó, không ai biết bạn ấy tham gia chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân hết. Thì thưa quý vị, ai cũng có những cái thuở ban đầu. Hãy nhìn lại chặng đường 7 tuần giảm cân của Lộc Phượng. Yeah, xuống đỏ à. Một phần mất tiêu. Trời ơi, 21kg. Thưa quý vị, cân nặng ban đầu khi bạn đến với cuộc thi là 95kg. Và cân nặng hiện tại là 73,8kg và bạn đã giảm được tổng cộng 21,2kg. Thành xin chúc mừng Lộc Phượng, cố lên nhé. Đây là vóc dáng mới của bạn. Chúc mừng bạn.
Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.